Trọng Hoàng. Trần Văn Kiên. Bỏ bóng rất đẹp. Vào! Đức Huy! Pha dàn xếp đẹp thứ hai của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này, và bây giờ là bàn thắng. Chúng ta đã gỡ hòa. Rất xứng đáng. Đúng là dưới thời của Park Hang-seo, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã trưởng thành rất nhiều. Họ đĩnh đạc, họ không hề bị vỡ thế trận. Và pha bóng này đã nói lên rất nhiều điều. Cái nhấc chân của Quang Hải đã mở toang cánh cổng vào khung thành đối phương dành cho Đức Huy. Vị trí của Phan Văn Đức và Quang Hải liên tục được hoán đổi cho nhau. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Cầu phương! Vào không? Vào! Đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số. Chúng ta cần phát huy được những tình huống phối hợp sẻ nách vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội tuyển Iraq, và chúng ta đã thành công. Vẻ mặt đầy ngơ ngác của trung vệ Ali Faiz đủ để hiểu rằng là các cầu thủ Iraq đã bất ngờ như thế nào trong tình huống phối hợp tấn công này của đội tuyển Việt Nam. Pha di chuyển rất khôn ngoan của Công Phượng. Và đây là một bàn thắng có phần may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. May mắn nhưng trong lối chơi của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo cũng như là tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng, cả người rất khôn ngoan. Quang Hải, chuyền bóng tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng rất đẹp. Cầu vào, cầu vào, vào! Đó lại là Công Phượng, một người đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới của các đội tuyển Iraq. Và vẫn là một miếng đánh quen thuộc. Những pha bóng đòi hỏi tốc độ, sự khéo léo và những tình huống xâm nhập đầy bất ngờ đã mang đến sự bùng nổ ở JS Sports City. Bàn thắng vừa rồi của Công Phượng đã giải tỏa được sức ép và sự hối tiếc của Duy Mạnh. Duy Mạnh đã tự cảm thấy rất lỗi trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Tiến Dũng. Anh Dũng! Sa ngang! Wow! Vào rồi! Vào rồi! Vâng, 1-0 cho Việt Nam. Sự tăng tốc ở cuối hiệp phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang-seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của huấn luyện viên Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Matthew David đang theo Văn Hậu, có thể nói là rất chặt. Và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên và bàn thắng được công nhận chứ không bị từ chối như lần trước đó. K-League Classic. Pha bóng hay của cầu thủ 23 Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý tốt. Văn Hậu. Nhà bóng hay, Quang Hải. Tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Concern. Một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu. Một tình huống nhả bóng lại cực hay. Và sau đó là một khoảnh khắc mà chúng ta sẽ còn phải nói rất nhiều. Việt Hưng, Thành Thịnh chèo bóng vào trong, đánh đầu vào. Bàn thắng đầu tiên đã đến với đội Việt Nam sau hơn 10 phút. Hà Đức Chinh thay bàn rất quan trọng của Đức Chinh và là một tình huống quen thuộc của anh. Đúng là rất quan trọng, nó cần thiết cho đội tuyển U23 Việt Nam sau 10 phút chơi ép sân.
cuối cùng chúng ta đã tìm được con đường vào khung thành của đối phương. Và người ghi bàn là vị trí tiền đạo mũi nhọn Hà Đức Chinh. Liên tiếp những đường truyền thẳng vào trung lộ của Đoàn Văn Hậu. Thanh Thịnh. Bóng không đến được vị trí của Đinh Thanh Bình. Tiếp tục là U23 Việt Nam có bóng. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Qua người nhả bóng. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Dường như cứ sau một quãng thi đấu mà nhịp độ thi đấu, tốc độ chơi, sức ép của U23 Việt Nam được đẩy lên ở mức độ cao là chúng ta có được bàn thắng. Đối phương đúng là không đủ năng lực để có thể ngăn cản được sức mạnh của U23 Việt Nam. Nhưng cần phải nói rằng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi có quyết tâm cao, có một kỷ luật rất rõ rệt và thực hiện ý đồ chơi một cách có thể nói là rất nghiêm túc. Quang Hải, Xuân Trường, Lưu Xuân Trường đưa bóng vào, dứt điểm. Tỷ số được mở cho cầu thủ Việt Nam, đó là anh Đức. Diễn ra thì rất nhiều người đã dự đoán về sức mạnh của Giọng Đàn, nhưng đây là câu trả lời của đội tuyển Việt Nam. Trong một trận đấu mà chúng ta không có quá nhiều sức ép và chúng ta chơi với sự thoải mái, và tất cả những gì ấn tượng nhất được thể hiện qua tình huống này: một pha lên bóng bài bản xuống biên và sau đó là anh Đức, một sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Anh Đức có thể chạm bóng không tốt ngoài vòng cấm địa, nhưng ở khu vực 16-50 đó là sở trường của anh. Mặc dù trong đội hình của Olympic Việt Nam thì hiện tại thì anh Đức đang là cầu thủ nhiều tuổi nhất, tuy nhiên có thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo lại tin tưởng trao chiếc băng thủ quân cho Tiến Dung. Một cơ hội tấn công dành cho cầu thủ Olympic Việt Nam. Đường chuyền vào, dứt điểm. Tỷ số của trận đấu là 1-0. Và cuối cùng sự chờ đợi của chúng ta đã đến, đó là anh Đức. Vâng, hoàn toàn xứng đáng cho tiền đạo mang áo số 11 của đội tuyển Olympic Việt Nam. Anh đã thi đấu cực kỳ cố gắng ở trong những phút đã qua của trận đấu. Đây là lần thứ 3 trong trận đấu này anh Đức tung ra pha dứt điểm bằng đầu. Ở hai lần trước đều là những tình huống cực kỳ nguy hiểm, và lần này thì anh Đức đã thành công. Một bàn thắng hoàn toàn xứng đáng. Tỷ số bây giờ là 1-0 cho Olympic Việt Nam. Ở trong hiệp 2 này, một đường chuyền sai của đội bóng Olympic Nepal. Cơ hội rất trống trải. Anh Đức. Vẫn là anh Đức, đường nhả cũng trở lại. 2-0 cho Olympic Việt Nam. Bàn thắng thứ hai đã đến. Và cầu thủ ghi bàn ở trong tiếng vừa rồi là Phan Văn Đức. Một lời đáp trả của người đàn anh Đức dành cho Phan Văn Đức. Rất tuyệt vời. Như vậy là Văn Đức đã có được bàn thắng cho riêng mình. Một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho cầu thủ quê Nghệ An. Nếu như trong bàn thắng mở tỷ số, Phan Văn Đức là người đã tạt bóng để cho đàn anh Anh Đức đánh đầu, thì ở trong bàn thắng thứ hai, tiền đạo Anh Đức đã là người đáp lễ. Anh đã có một đường trả bóng rất vừa tầm để cho tiền đạo mang áo số 20 Phan Văn Đức đệm bóng. Tỷ số là 2-0 cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã có được bàn thắng thứ hai sau rất nhiều những sự chờ đợi. Trong hiệp 1, bóng đá hai lần trúng cầu môn của thủ môn Thisamin cũng đã xuất sắc ở trận đấu ngày hôm nay. Đệm bóng vào rất nhanh, tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0. Đến lần này thì Thisamin đã không thể cứu thua được nữa. Pha bóng nhanh như điện xẹt của U23 Việt Nam rất hay. Chúng ta xem lại hàng loạt những pha phối hợp. Thành Thịnh đột phá và thực hiện pha căng ngang, một pha đệm bóng đầy cảm giác gần cầu môn của Tiến Linh. Chuyền bóng Hà Đức Chinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho U23 Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Pha ghi bàn thứ hai của Đức Chinh ở giải đấu lần này, bàn thắng rất quan trọng.
Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên. Chân trái. Oh! Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Và pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải, xoay người lườn quá dẻo, và cũng là một pha đà nối bằng chân trái giống như anh Đức. Pha chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược lập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Pha bóng có sự mặt của hai cầu thủ vào sân 20. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thanh Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Thời gian qua thì Đỗ Duy Mạnh thường xuyên được bố trí đá vị trí trung vệ. Công Phượng có thể dứt điểm, nhưng đó là một pha phối hợp với Quang Hải. Cú cứ lao 1-0 cho đội tuyển U23 Việt Nam. Bàn thắng tuyệt đẹp của Quang Hải. Xử lý sở trường của Quang Hải, cầu thủ thuận chân trái. Đây là một tình huống đi bóng khi chúng ta nhớ tới một ngôi sao của đá Hà Lan, đó là Arjen Robben. Những pha đi bóng vào trung lộ và cứa lòng chân trái rất hiểm hóc. Và với quỹ đạo của cú sút như vừa rồi thì kể cả vẫn là Quang Hải. Phối hợp rất hay, cú cứa lòng tiếp theo. Vào! Đây thực sự là rất hay. Các huấn luyện viên đánh giá rất cao ở cả cấp độ câu lạc bộ cũng như là ở đội tuyển quốc gia. Lại thêm một tuyệt phẩm nữa bằng lòng trong chân trái chân thuận của Quang Hải. Những cú sút đều ra ngoài tầm kiểm soát của thủ môn Sa Sát Na Hình. Công Phượng. Cơ hội phản công dành cho U23 Việt Nam. Văn Long. Khoảng trống. Tỷ số là 3-0. Dù cho thủ môn người đã kiến tạo đường truyền cho pha vào lòng có lẽ là Vũ Văn Thành. Tất cả những bàn thắng của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay đều thể hiện một lối chơi đồng đội rất rõ của chúng ta. Không phải, đây là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đức Huy. Đường truyền Phan Văn Đức. Cơ hội. Phan Văn Đức là người ghi bàn. Tiền đạo của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có một pha xử lý tuyệt vời. Ông Ba Sò đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Một tình huống không chế bóng và dứt điểm tuyệt vời của Phan Văn Đức. Tiền đạo được vào sân thay người chơi thay cho anh Đức. Phan Văn Đức vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam. Và ngày hôm nay anh đã tỏa sáng. Đường truyền của Đức Huy sẽ không chịu được tải đâu. Lượng người xem bây giờ đông lắm rồi. F5 là chết đấy. Cơ hội. Cơ hội. 1-0 dành cho thủ Việt Nam. Pha phối hợp tuyệt vời giữa Công Phượng và Quang Hải. Người hùng của U23 Việt Nam tại U23 châu Á hồi đầu năm đã lên tiếng. Một pha xử lý kỹ thuật của Quang Hải khi mà anh đã có tình huống sâu kim qua thủ môn áo số 33 bên phía Pakistan. Pha phối hợp rất hay và chưa hề biệt bị. Rất nhanh. Pha phối hợp 1-2 tuyệt vời của cầu thủ U23 Việt Nam. Còn đây là tình huống ăn mừng của những người đã để lại dấu giày trong bàn thắng vừa rồi.